Thấy Ngọc Lan đang trang điểm, chồng Thanh Bình nói một câu khiến bà vợ nào cũng thấy đắng lòng. Ngọc Lan chắc cũng phải chạnh lòng khi nghe chồng nói như vậy. Mới sinh con được 2 tháng, nhưng Ngọc Lan khiến ai cũng phải ghen tị với nhan sắc của mình. Bà mẹ một con này luôn cảm nhận mình đã xuống sắc, nhưng người hâm mộ lại không thấy như vậy. Kể cả khi để mặt mộc, Ngọc Lan trông vẫn trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, chồng của nữ diễn viên lại có suy nghĩ hoàn toàn khác về nhan sắc của vợ. Mới đây, trong một livestream của Ngọc Lan khi đang make up, Thanh Bình đã xuất hiện và nhận xét quá choáng. Ngọc Lan được Thanh Bình đưa đi make up tại một salon của người bạn. Khi vợ đang mãi livestream, Thanh Bình liền bình luận một câu khiến ai cũng phải cười. Nam diễn viên trêu chọc vợ, trời có ai nghĩ tôi là chồng bà không vậy? Ngọc Lan cũng hỏi lại, chứ người ta tưởng gì? Anh đáp rất tỉnh, mẹ con. Ngọc Lan cũng không vừa, khi hỏi vặn lại, ba nghĩ sao mà mặt ba sánh bằng với mặt phôi mà đòi làm con em, nhưng lại nhận được câu trả lời bá đạo không kém, nó là em tôi mà. Đến đây thì Ngọc Lan cũng phải bó tay với chồng luôn. Mặc dù chơi Ngọc Lan già hơn mình, nhưng hiếm có được ông xã nào cưng chiều vợ như Thanh Bình. Thanh Thảo khoe ảnh tình tứ ngọt liệm bên bạn trai Việt Kiều. Nữ ca sĩ Thanh Thảo và bạn trai Việt Kiều sẽ cùng xuất hiện trong MV mới của cô sắp ra mắt khán giả vài ngày tới. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu làm việc tại Mỹ, hiện Thanh Thảo đã có một ngôi nhà khang trang ở xứ sở cờ hoa. Không những thế, cô còn đưa cậu con trai nuôi Jackie Minh Trí sang Mỹ sinh sống. Ngoài ra, nữ ca sĩ Búp Bê cũng đang có một chuyện tình đẹp với người yêu điển trai. Được biết, bạn trai Thanh Thảo làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nha khoa ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Vốn là người kính tiếng và cẩn trọng trong chuyện tình cảm, Thanh Thảo hiếm khi chia sẻ về người yêu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giọng ca Búp Bê đẹp xinh đã chính thức công khai bạn trai với công chúng. Mới đây, sau 6 năm, kể từ khi MV Người Thứ Ba được phát hành vào năm 2011, Thanh Thảo đã bắt tay thực hiện MV mới với hai ca khúc Ừ Thì và Thủy Tinh và Cát. Điểm đặc biệt trong MV là sự xuất hiện của bạn trai Thanh Thảo. Hai bài hát nằm trong dự án mới của Thanh Thảo thuộc thể loại ballad nhẹ nhàng, được lồng vào nhau như một câu chuyện kể về tình yêu của cô gái với người yêu đi du học nước ngoài và cuối cùng chia tay nhau vì khoảng cách thời gian và không gian. Trước khi xa nhau, cả hai đã có những kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Hình ảnh chàng tự tay thực hiện một ổ bánh sinh nhật bằng cát trên bãi biển cho nàng, và đó cũng chính là câu chuyện tình yêu có thật của Thanh Thảo nhiều năm về trước. Được biết, nữ ca sĩ Búp Bê cũng chính là người viết kịch bản cho sản phẩm lần này. Đồng thời, hai nhân vật chính trong MV cũng do chính Thanh Thảo và bạn trai thể hiện. Dù chưa có kinh nghiệm đứng trước ống kính, nhưng được sự động viên và ủng hộ của Thanh Thảo, người yêu nữ ca sĩ đã mạnh dạn tham gia diễn xuất. Cặp đôi mong muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của hai người sau khoảng thời gian yêu nhau bằng chính sản phẩm âm nhạc này. Có thể thấy, những cảnh diễn xuất trong MV gần như không cần phải diễn, bởi đó cũng chính là những khoảnh khắc rất thật, rất hạnh phúc của Thanh Thảo và bạn trai ngoài đời. Sau khi ra mắt MV vào ngày 14 tháng 4 tới đây, Thanh Thảo sẽ cùng bạn trai đi du lịch nghỉ dưỡng ở châu Âu 2 tuần trước khi trở về với đêm chung kết game show Trời Sinh Một Cặp mà Thảo là huấn luyện viên. Sau khi game show đóng máy, Thanh Thảo sẽ trở lại Mỹ với lịch diễn mỗi tuần trong tháng 5 và tháng 6, trong đó có live show ca sĩ Quang Dũng tại Cali. Trong năm nay, kế hoạch của Thanh Thảo là tham gia các chương trình lớn, giảm thiểu những show diễn không quan trọng để giữ sức khỏe đi du lịch và dành thời gian cho thiên chức quan trọng của người phụ nữ. Vào ngày 1 tháng 5 sắp tới, Thanh Thảo sẽ tiếp tục phát hành album Bolero remix những ca khúc nhạc vàng hay nhất qua phần hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn và động viên của bạn trai, Thanh Thảo sẽ duy trì thường xuyên quỹ từ thiện mà cô đã thực hiện nhiều năm nay để tiếp tục những dự án mang tính chất xã hội. Tưởng Trấn Thành ra nước ngoài sang chảnh thế nào, nhìn loạt ảnh bị vợ chồng Việt Hương bóc mẻ này mà bất ngờ. Xem xong loạt ảnh phơi bày sự thật này, chắc chắn ai cũng phải giật mình về Trấn Thành. Trấn Thành là một trong những MC danh hài hot nhất nhì Việt Nam hiện nay. Ngoài các sân khấu trong nước, anh còn thường xuyên đi lưu diễn nước ngoài và được bà con hải ngoại yêu mến. Mỗi lần sang châu Âu biểu diễn thì ngoài thời gian trên sân khấu, anh cũng thường xuyên khoe ảnh đi ăn, chơi hay mua sắm vô cùng sang chảnh.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau sự sang chảnh ấy của Trấn Thành cũng đã được phơi bày bởi nhiều lần đã bị danh hài Việt Hương và ông xã của cô mốc mẻ trên Facebook. Việt Hương và Trấn Thành là chị em thân thiết. Trấn Thành thường xuyên ra nước ngoài biểu diễn và được bà con ủng hộ nhiệt tình. Cụ thể, khi sang Mỹ diễn thì Trấn Thành thường tá túc nhà của đàn chị thay vì ở khách sạn hạng sang. Ngoài ra, có lần Việt Hương còn chửi Trấn Thành vuốt mặt không kịp vì nam MC đòi ăn cua, được đàn chị dẫn vào tiệm thì ăn hẳn 4 con giá 500 đô. Khi nữ danh hài đã về Việt Nam thì Trấn Thành vẫn ở nhà cô bên Mỹ như đúng rồi. Ở thì bày 7-8 thùng đồ, rồi còn bắt chồng cô chở đi ăn thịt bò. Mỗi lần sang Mỹ, Trấn Thành và anh Đức lại qua nhà Việt Hương. Khi cô về rồi mà hai anh chàng này vẫn còn tá túc và đóng rất nhiều thùng đồ. Chồng Việt Hương cũng từng chia sẻ về điều này. Hình ảnh trên Facebook của chồng Việt Hương, nhạc sĩ Hoài Phương còn sáng tác ra hẳn câu chuyện cãi nhau của Trấn Thành và anh Đức. Cả hai rất hài hước trong trang phục mặc ở nhà. Căn nhà vui vẻ, yên ắng chưa được bao lâu thì đã rộn lên tiếng cãi nhau và gối bay lung tung. Đây là hình ảnh Trấn Thành và anh Đức bày bừa đồ ra nhà Việt Hương. Lý do là mua sắm quá tay, Việt Hương đã về nước rồi mà hai anh chàng còn bày đồ ra như thế này. Sang Mỹ, Trấn Thành còn đòi vợ chồng Việt Hương đưa đi ăn. Về Việt Nam, Việt Hương hùng hổ chửi Trấn Thành té tát trong hậu trường. Lý do vì anh hết đòi Việt Hương, lại đến đòi chồng cô đưa đi ăn lúc ở Mỹ, Trấn Thành cãi không kịp với đàn chị. Nói đi cũng phải nói lại, Việt Hương và Trấn Thành là chị em thân thiết, xuất hiện cùng nhau trên nhiều sân khấu. Ngoài đời họ cũng vui vẻ và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì thế nên khi sang Mỹ, Trấn Thành ở nhà của đàn chị là điều dễ hiểu. Hơn nữa Việt Hương cũng chỉ mắng Trấn Thành cho vui miệng, chứ thật sự cô rất tốt tính và không hề để bụng. Việt Hương và Trấn Thành là chị em thân thiết, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống, dù có lúc hay tranh luận và cãi nhau hài hước. Sau nhiều lần đập đi sửa lại, khuôn mặt của Hồ Quỳnh Hương hiện giờ ra sao? Có thể nói Hồ Quỳnh Hương là nghệ sĩ có nhiều pha phẫu thuật thẩm mỹ, gây ồn ào nhất showbiz Việt. Không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm, Hồ Quỳnh Hương còn nhờ vả đến dao kéo để làm cho chiếc mũi vốn tẹt và to bè của mình trở nên thanh thoát hơn. Hơn nữa, cô cũng không chỉ thẩm mỹ một lần. Từ khi thừa nhận việc thẩm mỹ, nữ ca sĩ được cho là đã lạm dụng hơi quá việc dao kéo, khiến cho khuôn mặt nhiều lần xuất hiện trước công chúng trông cứng nhắc hay chiếc mũi mang hình dạng bất thường. Hồ Quỳnh Hương thuở mới vào nghề giản dị mộc mạc, nhưng lại có gương mặt hơi thô, cánh mũi to, khuôn mặt góc cạnh, môi dày. Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương không ngần ngại thừa nhận việc nhờ cậy đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. Sau những lần công khai thẩm mỹ, Hồ Quỳnh Hương ngày càng thay đổi. Có thời điểm cô khác đến mức không thể nhận ra với gương mặt vừa cứng vừa sưng, chiếc cằm nhọn hoắt, cánh mũi bé khác thường. Sau khi chỉnh sửa nhan sắc, 2009 là thời điểm đẹp nhất của Hồ Quỳnh Hương với khuôn mặt thon gọn vừa phải, chiếc mũi cao tự nhiên và ưa nhìn. Tuy nhiên sau đó, phần cằm sau những lần chỉnh sửa ngày càng trở nên dài nhọn và đôi khi còn gồ ghề bất thường. Không phải lúc nào cũng nhờ dao kéo thành công, nhiều lần Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả bất ngờ vì chiếc cằm và chiếc mũi méo mó. Đôi môi cũng được người đẹp cam thiệp để có được dáng môi tều gợi cảm thay vì dáng môi dày trước kia. Có thể nói nhan sắc sau những lần xuất hiện khác lạ vì dao kéo của nữ ca sĩ lên xuống khá thất thường. Khi thì trông cô phải già đi vài tuổi, lúc lại trông trẻ trung dù gương mặt vẫn khá cứng như thế này. Trải qua một quá trình chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, đến độ người hâm mộ hốt hoảng về gương mặt và nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương. Hiện tại thì gương mặt của nữ ca sĩ đã đỡ hơn trước rất nhiều. Tuy đường nét vẫn còn kém tự nhiên, nhưng nhìn chung so sánh với thời kỳ đầu khi mới công khai thẩm mỹ, khuôn mặt của Hồ Quỳnh Hương đã có sự chuyển biến tích cực, các đường nét cũng được ưa nhìn hơn trước. Ở thời điểm hiện tại, gương mặt của Hồ Quỳnh Hương đã đỡ hơn hẳn so với trước. Nếu như trước đây cô thường xuyên xuất hiện với gương mặt có thể nói là hơi biến dạng, thì giờ đây tất cả những phần đã được chỉnh sửa ổn định hơn nhiều. Phần cằm của người đẹp đã dài và nhọn nhưng so với hồi trước, gương mặt của Hồ Quỳnh Hương đã đỡ gượng gạo hơn khá nhiều. Trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh sửa và cả chỉnh lại phần đã sửa nên khó tránh khỏi gương mặt trông sẽ bị cứng và mất tự nhiên. Nhưng hiện tại các đường nét trên khuôn mặt của nữ ca sĩ đang dần ổn định, không còn tình trạng mỗi lần nhìn thấy là một lần khác như trước. Khuôn mặt hiện tại của nữ ca sĩ tuy vẫn cứng, nhưng đã đỡ hơn hẳn so với vài năm trước đây. Cô trông tự tin tươi tắn hơn với khuôn mặt hiện tại của mình. Nhật Kim Anh xuất hiện rạng rỡ, thon gọn bất ngờ trên thảm đỏ. Diện trang phục sang trọng, bà mẹ một con tự tin khoe vóc dáng thon gọn và quyến rũ sau thời gian nỗ lực giảm cân.
Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh đã thu hút nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của nữ ca sĩ sau sự cố tai nạn giao thông cách đây chưa lâu. Với vai trò khách mời đặc biệt tại lễ trao giải, nữ diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh không ngần ngại diện áo váy gợi cảm và thu hút. Bà mẹ một con tự tin diện đầm trắng khoe trọn tấm lưng trần khi sải bước trên thảm đỏ Cánh Diều Vàng 2017 do nhà thiết kế Huỳnh Lợi đính kết thủ công cho cô. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng khi sở hữu vóc dáng thon ngọn quyến rũ sau những nỗ lực giảm cân. Hiện tại bà mẹ một con vẫn kiên trì luyện tập đều đặn để nhanh chóng lấy lại vóc dáng mơ ước. Thời gian qua, Nhật Kim Anh không may gặp chuyện buồn trong công việc. Cô bị ngất xỉu nhiều lần đi diễn và mới đây nhất, nữ ca sĩ đã trải qua sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến chiếc xe của cô bị nát đầu và hư hỏng nặng, làm nhiều khán giả hoang mang lo lắng. Tuy nhiên may mắn là Nhật Kim Anh đã an toàn và không chấn thương lớn. Hiện tại cô phải di chuyển bằng taxi mỗi ngày và khá bất tiện khi đi diễn. Từ sau khi kết hôn với ông xã làm việc tại Cần Thơ, giọng ca Lâu Đài Cát thường di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để đảm bảo công việc và cuộc sống gia đình. Dù bận rộn với công việc và gặp khó khăn trước khoảng cách địa lý, nhưng Nhật Kim Anh vẫn khéo léo thu xếp cũng như vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Hiện vợ chồng cô đã có một cậu con trai bụ bẩm, khấu khỉnh và đáng yêu, với tên gọi ở nhà là Cutin. Tuy nhiên do nữ ca sĩ thường xuyên phải đi diễn nên cậu bé ít có thời gian gần gũi mẹ. Nhật Kim Anh từng tâm sự rằng cô đã òa lên khóc nức nở khi thấy con trai khóc và lạnh lùng quay đi khi nhìn thấy cô. Con khóc mẹ đau lòng biết mấy, không biết khi mẹ khóc con có đau lòng không nhỉ, ước gì có thật nhiều thời gian để mỗi lần về với con không lạnh lùng quay đi nữa, Nhật Kim Anh chia sẻ. Với Nhật Kim Anh, con trai là tất cả cuộc sống của mình, chính vì thế, bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, cô đều dành trọn để ở bên chăm sóc và thương con. Hiện tại, nữ ca sĩ đang chuẩn bị bấm máy, phim mới truyền hình của đạo diễn Phương Điền và một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến.